So với người bình thường, công cuộc làm dâu hiền vợ đảm của dàn dâu hào môn bao giờ cũng được chú ý hơn, soi dữ dội hơn. Bởi đời này làm gì có nhiều đại gia thiếu gia để đủ phát cho mỗi người một anh chồng giàu đâu. Bên cạnh đó, nhiều người trong dàn dâu hào môn này còn nổi đình nổi đám từ trước khi thành vợ người ta. Ai mà chẳng tò mò xem họ sẽ vun vén mái ấm gia đình thế nào, làm sao để chồng yêu thương, chiều chuộng. Có lẽ đáp án của mỗi người mỗi khác, nhưng có một điểm chung của những nàng dâu hào môn được chồng yêu chiều, đó chính là khoản bếp núc nấu nướng cực đỉnh. Đã thế, điểm đặc biệt này còn được phơi bày đều đều trên mạng xã hội, cứ lội một vòng là rõ. Chuyện nữ công gia chánh đỉnh nhất trong dàn dâu hào môn chắc chắn thuộc về Hà Tăng, còn được biết đến với vị trí con dâu tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn. Hà Tăng thậm chí còn tạo thêm một tài khoản Instagram chỉ để chia sẻ những món ăn hàng ngày vẫn làm cho gia đình hay khi có tiệc tùng. Chỉ cần như vậy thôi là đủ biết Hà Tăng đam mê nấu nướng thế nào. Từ món truyền thống đến món hiện đại, từ món Á sang món Âu, từ bánh ăn vặt đến bánh kem, không gì là Hà Tăng không biết làm. Bảo sao Louis Nguyễn luôn hết lời khen ngợi nhỉ? Mới làm dâu nhà họ Phan chưa lâu lại còn ở riêng, nhưng Primmy Trương cũng nhiều lần chứng minh mình là member của hội yêu bếp. Những món ăn mà Primmy Trương làm trông khá đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt và đầy đủ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên đơn giản không có nghĩa là không cẩn thận. Có những ngày Primmy Trương sẽ ăn chay nên cô nàng còn nấu riêng hai nồi dù nhà chỉ có hai người. Cơ mà với Phan Thành thì cứ vợ nấu là ngon rồi. Đó cũng chính là lý do mà Phan Thành không ngại khoe với dân tình, lại còn thừa nhận đã tăng cân từ sau khi kết hôn. Đúng là vào tay vợ chăm có khác. Trang cá nhân ngập ảnh sống ảo nhưng Mina Phạm không hề lơ là chuyện bếp núc chút nào nhé. Vợ hai Minh Nhựa còn từng tiết lộ rằng ở nhà mình cũng quần thun áo phông đầu bù tóc rối trong bếp như bao người. Tuy nhiên Mina không hề cảm thấy phiền hà vì chuyện này mà còn xem đó là bí kíp giữ chồng, giữ lửa gia đình. Các mẹ hãy nhớ rằng, con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày. Vậy các mẹ hãy xây tổ ấm của chúng ta bằng cách vào bếp mỗi ngày nhé. Đàm Thu Trang từ khi thành vợ cường đô la cũng nhiều lần khiến dân tình được fan mắt tròn mắt dẹt vì chuyện nấu nướng. Hóa ra người đẹp xứ Lạng không chỉ xinh, kinh doanh giỏi mà còn nấu ăn ngon nữa. Dù là đại gia phố núi thì cường đô la cũng sẽ bị khuất phục bởi những mâm cơm gia đình ấm cúng, ngon lành với cá kho, thịt kho thế này thôi. Thỉnh thoảng, bà xã cường đô la còn chịu khó đổi món cho đa dạng như cơm gà, bún dọc mùng, ai mà không mê cho được chứ. Kết hôn với thiếu gia Hà Thành Lê Nam lại còn công việc bận rộn nhưng MC Mai Ngọc vẫn cực chăm khoản nấu nướng. Dù là mâm cơm hàng ngày nhưng có thể thấy Mai Ngọc khá trau chuốt, màu sắc bắt mắt, nhìn thôi cũng muốn xin ăn ké. Thỉnh thoảng Mai Ngọc còn hào hứng đặt tên cho món ăn như bún thang thím Ngọc. Tự tin gọi như ngoài hàng thế này thì chắc chắn là trình độ bếp núc của nữ MC không phải dạng vừa rồi.